Trời chung sóc nha. Chị chào Thảo nha. Chào mọi người nha. Chào Phùng Văn Đức nha. Chị chào Thảo nha. Cô em muốn bóc cam sao? Chào mọi người nha. Ai đang xem live stream mọi người ấn cho một nút chia sẻ nha. Đây là sản phẩm bên em nha. Mầm đậu nành tinh bột gốc nha. Chỉ với 295k thôi nha. Đây nha. 295k một hộp như này nha. Đây. Là được tặng một đồng hồ này nha. Một đồng hồ Dio. Đây. Mọi người đang xem livestream ấn cho em một nút chia sẻ nha. Đây nhá, đây là hộp em đang uống dở, đang dùng nhá. Đây. Uống hết 2/3 hộp. Thơm ngon bổ dưỡng nha. Có rất nhiều công dụng luôn. Ai muốn trải nghiệm sản phẩm bên em thì inbox cho em nhá. Em sẽ tư vấn thêm. Chia sẻ cho mọi người vào xem đi mọi người ơi. Chỉ với 295k một hộp như thế này nha. Chia sẻ đi mọi người ơi.
Mua một mầm được tặng một đồng hồ đây nha. Đây. Hộp 500 g chỉ với 295k nha. Thơm ngon, bổ dưỡng và rất nhiều công dụng luôn nha. Ít người vào xem thế. Chia sẻ đi mọi người ơi, ai đang xem livestream chia sẻ nha. Chào em nha. Vào chia sẻ đi mọi người ơi. Ít người vào xem quá.
Ai đang xem live stream thì ấn cho em một nút chia sẻ nhé. Mạng ở đây căng mà em. Chào Hoàng Nguyễn nha. Chia sẻ cho mọi người vào xem đông đông đi mọi người ơi. Chị chào Cường nha. Chia sẻ có quà nha. Chia sẻ càng nhiều càng tốt nha mọi người. Có quà ai muốn có quà thì inbox nha. Inbox để nhận quà. Chia sẻ đi. Chia sẻ đi để giữa nhiều người vào xem à. Em chào anh Thái nha. Hôm nay ít người vào xem như hơn hôm cả hôm qua rồi. Chào Thái Vũ nha. Đây nha, đây là sản phẩm bên em nha, đang bán. Mầm đầu nành tinh bột gốc nha. Ai chia sẻ càng nhiều thì inbox em để nhận quà nha. Quà gì thì bí mật nha. Chỉ với 295k một hộp như này nó có rất nhiều công dụng luôn nha. Chào Đức Anh nha. Mọi người đang xem livestream thì ấn cho em một nút chia sẻ nhé.